Longan has long been known as a specialty of Phố Hiến Hưng Yên. People make many dishes from the fruit, with one of the specialties, chè sen long nhãn, lotus seed and longan sweet soup, a cool traditional dessert for a warm and sunny day. On scorching hot days, people seek a tranquil space where they can relax and eat dishes that can help them beat the heat. In today's journey, we will tour the Red River Delta province of Hưng Yên to learn about an extremely cool dessert. Lotus and longan are the two specialties of Hưng Yên. The combination of lotus seed and longan creates the cool and nutritious sweet soup called chè sen long nhãn, bearing the characteristic of Hưng Yên culture countryside. Let's find out later on. The lotus seed and longan squid soup is combined with the quintessence of summer's fruits and flowers. If Hưng Yên longan is the king of the fruits, the lotus is the queen of the flowers. And the first ingredient to make the squid soup is fresh lotus seeds. Why? Có thể cho cháu hỏi một tí được không ạ? Được. Vâng, cháu đang định nấu cái món chè sen long nhãn này thì theo cái kinh nghiệm của chú có thể chỉ cho cháu là cái cách chọn sen như thế nào. Đây, cháu phải chọn à? Như có sen như này. Là nó non hay là nó già? Đấy, sen màu vàng đấy mới là được. Thế bác có thể cho cháu xin vài cái đài sen như này để cháu về cho nấu chè được không ạ? Được ạ. Đây. Để cháu cảm ơn bác. Vâng. Now we start looking for the second ingredient, Hưng Yên longan. In Hưng Yên some days, you may be lost in the forest of longan. Longans planted in Hưng Yên for generations are grown in the rich soil of the Red River. So the longans are sweeter and smell better than others. Along the longan garden and picking the fruit from the streets is interesting. Now ingredients for making chè sen long nhãn are ready. Now follow me to come to see a person who instructs us to cook the dish. Em chào chị ạ. Ừ, chào em. Chị ơi, sen và nhãn em lấy về đây rồi. Bây giờ thì chị có thể hướng dẫn em cách làm món chè sen long nhãn được không? Được rồi, bây giờ sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho bạn cách nấu món chè sen long nhãn. Ingredients to cook the soup include lotus seeds, longans, cassava flour, sugar and green beans. Trước tiên thì chúng ta phải bóc cái hạt sen này ra. Bóc cái lớp vỏ bên ngoài, sau đó thì sẽ bóc cái màng xung quanh của hạt sen ấy. Sau đó ta thông tâm, rửa qua với nước và mình mang đi hấp hoặc là luộc qua. Để cho khi nào mà hạt sen chín như vừa phải thôi. Sau đó thì mình sẽ cho vào nồi và xào qua với đường để cho cái hạt sen ngấm độ ngọt của đường lên. Thì khi mà mình sẽ lồng vào cái long nhãn tươi ấy, tạo được vị ngọt. Tiếp theo thì mình sẽ bóc cái long nhãn ra, bóc vỏ này. Sau đó thì mình sẽ tách cái hạt ở trong cái long ra và mình lồng hạt sen vào trong long nhãn. Rồi, sau khi mà chúng ta đã lồng hạt sen với long nhãn thì bây giờ mình sẽ xúc ra bát và sau đó thì múc bột sắn. Cái khâu nấu chè sen này để mà ngon thì là lúc mà mình quấy bột sắn.
quấy bột sắn để làm sao cho cái độ lỏng vừa phải thôi và độ cái vị nó ngọt vừa phải. Và để thêm phần bắt mắt thì chúng ta sẽ sử dụng thêm đỗ xanh. Đỗ xanh thì phải hấp qua, sau đó thì bóc cái đỗ xanh lên. The longan lotus with chef is not only a cool dish during scorching hot days, but also a healthy one. The lotus seed and longan squid soup not only exists in Hưng Yên, but has become a renowned specialty. This soup is a quintessential combination of flavor between heaven and earth. The sweet fragrance of longan together with tasty lotus seeds, which creates a distinct flavor of the countryside.